Chẳng hạn như ở Philippines, Trung Quốc, Thái Lan, New Zealand, Úc hoặc Mỹ. Có rất nhiều người đăng ký tham gia Amway, nhưng có một thực tế là không nhiều người thành công. Thứ nhất, bạn có tin vào sản phẩm Amway không? Tôi nghĩ điều này rất là quan trọng. Nếu câu trả lời của bạn là không thì đừng làm Amway nữa. Bạn sẽ không có hạnh phúc đâu. Có nhiều người nói rằng tôi rất hào hứng để kiếm được rất là nhiều khách hàng được bảo trợ, nhưng tôi vẫn thất bại. Bạn biết lý do vì sao mà họ không tin vào kinh doanh Amway không? Tôi không thể làm cho các bạn tin Amway được. Bản thân các bạn có niềm tin bởi vì niềm tin phát triển theo thời gian. Đây là kinh doanh của chính bản thân bạn. Bạn cần trải nghiệm được Amway, bạn cần khách hàng và bạn phải làm cho người khách. Bạn chính là người khách hàng đầu tiên. Tôi khuyến khích bạn là nên mua và tin dùng những cái sản phẩm của Amway càng sớm càng tốt, bởi vì nó sẽ làm bạn phát triển niềm tin vào sản phẩm lớn hơn. Thứ hai, bạn cần nên tự hỏi bản thân bạn. Bạn có tin vào chế độ trả thưởng của Amway không? Bạn có tin vào công ty Amway hay không? Amway có thật là một công ty tốt? Amway có phải là công ty lừa đảo hay không? Tôi nghĩ câu hỏi này thật sự rất là quan trọng. Mọi người cần phải đặt ra câu trả lời. Nếu như câu trả lời là không thì đừng bắt đầu. Bạn sẽ không thể xây dựng được một cái kinh doanh này bởi vì bạn không có được niềm tin vào công ty. Và tôi muốn các bạn nhớ rằng bạn phải tự lặp đi lặp lại liên tục điều này, vì niềm tin sẽ bộc lộ ra bên ngoài. Nó thể hiện con người của bạn thông qua cách bạn nói về một cái điều gì đó, và bạn sẽ thấy là tôi rất tin vào Amway. Niềm tin là sức mạnh vô hạn, và khi bạn tin, bạn sẽ phát triển và không có gì là không thể ngăn cản bạn lại được. Tiếp theo, bạn phải tiếp tục tự hỏi bản thân bạn. Bạn có tin vào chế độ trả thưởng của Amway không? Bạn có hiểu được cách hoạt động của nó không? Bạn có tin rằng chế độ trả thưởng Amway là công bằng? Tôi đã nghiên cứu rất kỹ về chế độ trả thưởng của Amway, và tôi đồng ý tôi đã dành thời gian và nỗ lực kiếm khách hàng, bảo trợ được rất nhiều người, doanh số tôi bắt đầu, bao nhiêu tôi kiếm được và bao nhiêu người tuyến trên của tôi đều kiếm được. Có thể các bạn sẽ có rất nhiều câu hỏi cho bản thân là mình có nếu, và tất cả đáp án đều là có, thì điều đó thật là tuyệt vời. Khi bạn tin vào chế độ trả thưởng, bạn sẽ biết được thật sự mô hình này hoạt động cực kỳ công bằng. Bởi vì mọi người đều có thể phát triển, mọi người ai cũng có thể trở thành hoàng quan đại sứ. Câu hỏi thứ tư cực kỳ quan trọng. Bạn có tin vào tương lai, hoặc bạn có tin vào tiềm năng của kinh doanh này hay không? Bạn có tin vào thị trường này hay không? Nếu bạn không thể tự trả lời cho bản thân được câu hỏi này, ngày mai các bạn ra ngoài và gặp một người bạn mới nào đó, bạn hỏi câu hỏi tương tự như vậy. Nó là đã quá muộn để tham gia Amway, và có quá nhiều người đã tham gia Amway, bạn cần tin vào chế độ trả thưởng của Amway. Nếu câu trả lời của bạn là không, đó là bạn chưa tin chế độ trả thưởng của Amway, bạn chưa tin vào tiềm năng phát triển của thị trường của Amway. Bạn muốn làm cho thị trường Amway phát triển như ở các quốc gia phát triển không? Không có lý do gì mà thị trường Amway tại Việt Nam không lớn mạnh như những thị trường xung quanh, đúng không nào? Chúng ta đông dân số hơn 100 triệu dân lận mà, đúng không ạ? Ở Malaysia, chúng tôi 8 hoàng quan đại sứ. Chúng tôi không tin là ở Việt Nam không làm được điều đó. Tôi tin rằng thị trường Amway Việt Nam, tôi tin rằng tiềm năng của thị trường Amway này, và lý do tại sao tôi ở đây, và tôi tin rằng tương lai của thị trường Amway tại Việt Nam. Đây là câu chuyện mà thầy nói cho thị trường Amway Philippines, nhưng mà chúng ta học được điều đó tại thị trường Amway Việt Nam ạ. Tôi tin rằng một công ty có thể trở nên thành công, công ty đó chắc chắn phải có gì đặc biệt. Nó không chỉ là về sản phẩm, nó không chỉ là hệ thống marketing, nó cũng không phải là về cách quản lý. Tất cả những điều đó không quan trọng bằng việc công ty đó có triết lý kinh doanh, đạo đức kinh doanh có đúng đắn hay không. Và nếu bạn có thể hiểu được điều đã làm Amway trở nên đặc biệt, nếu bạn có thể hiểu được giá trị của Amway đã tạo ra, bạn sẽ không bao giờ từ bỏ dễ dàng. Mọi thách thức với bạn chỉ như que củi, bởi vì bạn yêu những triết lý Amway trong kinh doanh Amway. You love the philosophy.
Bạn có đức tin vững vàng và niềm tin vào những triết lý này. Amway không chỉ là kinh doanh mà còn là thái độ đối với cuộc sống. Bạn có yêu mô hình kinh doanh Amway không? Yeah. Bạn có yêu triết lý kinh doanh Amway không? Amway không chỉ là kinh doanh. Kinh doanh Amway được xây dựng dựa trên nền tảng của sự chính trực, trung thực, niềm tin. Công ty có được sự tin cậy của cộng đồng trung thực và chính trực trong kinh doanh. Một trong những lý do tại sao công ty thành công trong kinh doanh Amway bởi vì tôi nghĩ nếu bạn muốn kinh doanh Amway thành công, bạn cần phải học cách sống có động lực và cách tạo động lực cho người khác. Làm sao để tạo động lực cho người khác? Có hai cách mà bạn có thể tạo động lực cho người khác. Bạn có thể tạo động lực bằng sự sợ hãi, hoặc là bạn có thể tạo động lực bằng sự tưởng thưởng. Nhưng tôi tin rằng hai cách đó chỉ là tạm thời. Cách cuối cùng đó chính là sự tạo động lực cho chính bản thân. Hay nói cách khác, chính là người biết tự tạo động lực cho bản thân mới có thể truyền động lực cho người khác mãi mãi được. Vì vậy tôi nghĩ các bạn cần phải học cách tự tạo động lực chính bản thân mình. Và tôi nghĩ cách bạn tạo động lực cho bản thân tốt nhất là bạn phải có ước mơ. Vì vậy hãy tự hỏi bản thân, tại sao bạn bắt đầu kinh doanh Amway? Ước mơ của bạn là gì? Hãy suy nghĩ về điều đó. Điều tiếp theo bạn cần phải tự hỏi, mỗi ngày một tôi bước ra ngoài đường, bạn cần nghĩ đến viễn cảnh ước mơ trong tâm trí của bạn. Bởi vì bạn nhớ lời tôi dặn, động lực tạo cho chính bản thân trước khi tạo động lực cho người khác. Đó là lý do tại sao kinh doanh Amway lại đơn giản như vậy. Tôi biết rằng từng người trong các bạn đều có những cái thử thách riêng, nhưng bạn cần phải hiểu điều này. Chỉ có tự tạo động lực cho bản thân mới là cách truyền động lực cho người khác mãi mãi được. Cho nên hãy tự nhắc nhở bản thân mình mỗi ngày trước khi ngủ dậy, trước khi đi ngủ 5 lần, tôi có thể làm được. You can do it. You can do it. I can do it. I can do it. I can do it. I can do it. Bạn có thể làm được. Tôi có thể làm được. Chúng ta có thể làm được. Nhất định chúng ta làm được. Tất cả chúng ta có thể làm được. Rất tuyệt vời không ạ? Quá tuyệt vời quá. Tôi nghĩ điều này quan trọng chính là bạn cần phải bắt đầu với một sự việc tự học cách tạo động lực chính bản thân mình. Nhưng còn thứ quan trọng hơn nữa đó chính là việc bạn phải tin tưởng, niềm tin vào chính bản thân của bạn. Tôi nghĩ điều này đó là điều sẽ tạo nên nhiều sức mạnh nhất nếu bạn thực sự tin tưởng vào công ty, sản phẩm, kế hoạch tương lai, tiềm năng vào cái ngành kinh doanh này. Mà bạn còn tin tưởng vào bản thân bạn nữa thì bạn sẽ cảm nhận được nguồn sức mạnh của mình. Điều quan trọng cuối cùng là bạn có thật sự sẵn sàng nỗ lực kinh doanh này hay không? Nỗ lực, đó chính là sự nỗ lực. Nếu bạn là người mới, làm ơn hãy trả lời cho tôi biết tại sao bạn muốn bắt đầu Amway, nghĩa là tại sao tôi phải làm Amway? Không ai thành công trong kinh doanh mà Amway mà không phải nỗ lực cả. Bạn cần phải nỗ lực nếu muốn trở thành một người thành công trong kinh doanh này. Vì vậy tôi nghĩ cần phải có một câu trả lời phù hợp cho câu hỏi của bạn. Nếu câu trả lời của bạn có thì tôi sẵn sàng nỗ lực, tôi sẵn sàng bắt đầu. Không thì nó sẽ ngăn cản bạn. Và tại sao tôi lại dành nhiều thời gian đến như vậy để chia sẻ với các bạn? Bởi vì tôi muốn các bạn hiểu được tại sao người khác thành công trong kinh doanh Amway và những giá trị kinh doanh Amway là gì. Không phải vì kinh doanh Amway khó làm mà là vì người làm không có đức tin vào kinh doanh Amway.